chào quý vị và các bạn. Hiện tại Thúy Vy đang có mặt tại trường Trung học phổ thông Đơn Dương ở huyện Đơn Dương. Và trong một điểm sáng học đường ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng Thúy Vy đến ngôi trường này để tìm hiểu và gặp gỡ hai bạn học sinh đã thành công trong đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật lý thiên văn, vừa đạt giải nhì tại kỳ thi khoa học kỹ thuật quốc gia năm 2015. Và vị khách mời đầu tiên sẽ giúp cho chúng ta tìm hiểu đôi điều về nội dung này, đó là thầy Phạm Viết Ân, hiệu trưởng nhà trường. Vâng, xin chào thầy Phạm Viết Ân ạ. Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục Đại Trà, thì giáo dục mũi nhọn cũng là một trong những vấn đề rất là quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. Vậy thì đối với trường Trung học phổ thông Đơn Dương, trong những năm qua công tác giáo dục mũi nhọn đã đạt được những kết quả nào ạ? Trong những năm qua thì phải nói là gì? Ngoài cái đảm bảo cái chất lượng giáo dục Đại Trà thì nhà trường cũng luôn chú trọng đến cái giáo dục mũi nhọn, bởi vì đây là cái điều kiện để giúp cho tất cả các em phát huy được cái năng lực của mình. Và trong những năm qua thì để có mang cái tính lâu dài thì ngay từ lớp 10 nhà trường đã có cái định hướng cho tất cả các em rồi. Và đặc biệt á, là cái năm học 2014-2015 á, thì nhà trường lần đầu tiên nhà trường mới tham gia kỳ thi khoa học kỹ thuật trẻ toàn quốc. Thì đây cũng là cái vinh dự cho nhà trường, vinh dự cho các thầy cô hướng dẫn và đồng thời cũng là vinh dự cho tất cả các em. Và qua cái điều này thì nhà trường đã có một cái dự định là đây là lần đầu tiên nhà trường sẽ tiến hành chính thức tổ chức kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp trường lần thứ nhất, để nhằm cho các em có một cái sân chơi tốt, phát huy được toàn bộ cái năng lực của các em và năng khiếu của các em trong các hoạt động giảng dạy cũng như học tập của thầy và trò. Dạ vâng, được biết trong năm học vừa qua thì trường Trung học phổ thông Đơn Dương có hai bạn học sinh đã nghiên cứu thành công đề tài và đạt giải nhì tại kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2015. Thầy có thể chia sẻ đôi điều về kết quả đáng mừng này được không ạ? Thì ngay từ tháng 8 năm 2014 thì nhà trường cũng đã manh nha những cái ý tưởng và sau đó là cũng đã chọn những em học sinh có năng lực đây là năng lực về mặt học tập, năng lực về mặt ngoại ngữ, để mà chúng ta chuẩn bị cho các đề tài. Và thông qua các thầy cô hướng dẫn, cụ thể là tổ lý đã hướng dẫn cho tất cả các em có những cái định hướng. Và cái đề tài đây là một cái đề tài của hai em học sinh lớp 10, nhưng mà cái đề tài hạt nhân này là rơi vào cái chương trình của 12, thì buộc các em phải đầu tư cũng khá kỹ và phải am hiểu được. Và bên cạnh đó thì cũng đã nhờ các anh chị, các thầy cô trên Viện Vật lý Hạt nhân để mà thực hành tất cả những cái thí nghiệm. Thì cái đề tài này là sau khi mà có những cái ý tưởng là gì? Do là các em không có được những cái mô hình học tập cụ thể, những cái dụng cụ trực quan, thì bằng những cái thiết bị đơn giản thì các em cũng đã tạo ra được những cái tia và hạt phóng xạ để mà giúp cho học sinh quan sát và nắm vững được cái chương trình hạt nhân của lớp 12. Và các khả năng ứng dụng sau này thì các em chỉ có mơ ước là như thế này, là các em làm sao, bởi vì đề tài này nếu so ra giá thành rất rẻ, cỡ khoảng là 150-200 ngàn thôi là các em đã có một cái mô hình rồi. Thì mong muốn ở chỗ này là các em muốn đưa cái được cái này vào làm cái đồ dùng học tập cho trong tất cả các phòng thực hành của nhà trường cũng như ở các nơi khác. Dạ vâng, nói về bạn ở trường như thế nào và các bạn ấy có niềm đam mê với khoa học ra sao ạ? Thực ra hai em này thì mỗi em có một sở trường riêng, nhưng phải nói các em có cái gốc từ năm cấp 2, là cũng cảm ơn các thầy cô cấp 2 cũng đã dạy dỗ các em để các em có được, là vì các em là học sinh giỏi của khối cấp 2. Và lên đây thì các em cũng đã cố gắng giữ vững được. Năm vừa rồi thì các em đều là học sinh giỏi của nhà trường cả. Và hiện nay là các em cũng đang tiếp tục và định hướng cho các em tham gia các cái đề tài khác để tạo cho các em có những cái niềm tin để bước vào đời cho nó tốt hơn nữa. Dạ vâng, khi mà nghe thầy chia sẻ về bạn Khang và bạn Hải thì Thúy Vy rất là tò mò, cũng muốn được gặp các bạn ấy để tìm hiểu thêm về cái đề tài nghiên cứu. Vậy thì không biết là hiện tại hai bạn ấy có ở trường không ạ? Hai bạn này hiện nay đang học ở lớp 11A1 và 11A2 tại trường. Dạ, vậy thì bây giờ chúng ta có thể vào trong để gặp bạn ấy được không ạ? Xin mời. Dạ. Kêu là dưỡng đâu con? Thì hiện nay có hai cách. Những cái này thì em nghiên cứu này bây giờ có đây. Nhưng mà mấy cái này. Ví dụ mấy cái này, ống xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai nhà khoa học nhí ngồi bên cạnh TV lúc này, như thầy Phạm Viết Ân vừa mới chia sẻ với chúng ta có thể ít phút. Chúng ta hãy cùng làm quen và trò chuyện với hai bạn nhé.
Xin chào hai bạn. Hai bạn có thể chia sẻ đôi nét về cái đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý và thiên văn của mình được không ạ? Lúc mà chúng em đang học lớp 10 thì nhà trường có phát động cái cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường. Thì trong quá trình em và bạn nghiên cứu để tham gia cuộc thi thì chúng em có đọc được một cái mẫu chuyện về thời Trung Cổ thì con người cố gắng biến đổi những chất này thành chất khác để biến ra cái kim loại quý, ví dụ như là vàng hay là bạch kim. Nhưng mà theo chúng em tìm hiểu thì chuyện này là không thể xảy ra. Vì vậy là chúng em xong hồi tìm hiểu nữa thì chúng em mới biết được thêm là muốn biến đổi thì phải có một quá trình phóng xạ. Điều này là dẫn dắt chúng em đến việc nghiên cứu về quan sát cái hệ phóng xạ. Trong cái quá trình mà nghiên cứu về cái đề tài này thì chúng em thấy đề tài này rất là gần gũi. Cũng gần gũi đối với những người khoa học thôi, nhưng ở đây em nói gần gũi đó là nó còn gần gũi với lại dân chúng nữa, tại vì đó là những con người ít tiếp xúc với khoa học, nhưng mà qua bộ thiết bị này thì mọi người vẫn có thể tìm hiểu được phóng xạ xung quanh mình. Đó là tính khả thi của cái đề tài này nên em thấy rất là phù hợp. Vậy thì sau khi đề tài này đạt giải nhì tại cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia năm 2015 thì cảm nhận của hai bạn lúc này là gì? Sau khi đạt được giải nhì tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thì chúng em cảm thấy rất là vui và có niềm bất ngờ nữa, tại vì chúng em không nghĩ là chúng em có thể tiến xa được như vậy. Sau 7 tháng nghiên cứu thì cái đề tài này thành công và được nhà trường cho phép tham dự các cuộc thi thì chúng em thật sự rất là vui và bất ngờ khi mà mình đạt được giải. Và song song bên cạnh đó thì trong suy nghĩ của mọi người thì nghe đến cái chuyển động phóng xạ thì họ thường nghĩ là nó khá là phức tạp. Nhưng với cái đề tài của chúng em thì đây là một bộ dụng cụ được làm rẻ tiền, dễ thực hiện, đặc biệt là thực hiện với quy mô trong gia đình để phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học hay quan sát các phóng xạ. Muốn trong tương lai của hai bạn là gì? Có tiếp tục theo đuổi trong cái lĩnh vực này không ạ? Sau khi đạt được một giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thì lại là giải nhì nữa nên chúng em cũng thấy khá là phấn khích. Em thấy đề tài này cũng khá là hay nên trong tương lai em sẽ quyết định theo đuổi đề tài này. Mặc dù là một sinh khối 11 thôi nhưng mà em đã thấy em rất muốn tìm hiểu thêm về những cái lĩnh vực phóng xạ này. Đặc biệt là nó lại gần gũi, em lại muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm này với các bạn học của em. Và em cũng thông qua đó thì em cũng muốn là cái đề tài này sẽ được phát triển hơn trong tương lai nữa. Nếu như em không thể phát triển được thì sau này em muốn những bạn sau hoặc là những các thế hệ sau này thì những các bạn học sau em thì sẽ phát triển lên, thì nó sẽ trở thành một cái công cụ vừa dạy học này vừa tìm hiểu nghiên cứu khoa học một cách rất là lý thú và lại bổ ích nữa. Vì thật sự là sau khi nghiên cứu xong cái đề tài này thì em cảm thấy rất là vui và em vẫn muốn là tiếp tục theo đuổi cái ngành nghiên cứu để mà phóng xạ, vì em thấy là nó hữu ích trong cuộc sống của con người, mà thêm vào đó thì cái việc nghiên cứu phóng xạ lại mang lại cho em rất là nhiều điều lý thú. Em mong muốn là một ngày nào đó thì Việt Nam cũng có được một cái ngành vật lý hạt nhân phát triển như các nước trên thế giới. Cảm ơn hai bạn về những chia sẻ vừa rồi và quý vị cũng chúc cho hai bạn là trong tương lai sẽ thực hiện được những cái ước mơ của mình nhé. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trò chuyện với bạn Phạm Trần Bảo Khang và Nguyễn Thanh Hải ở trường Trung học phổ thông Đơn Dương cũng đã khép lại chuyên mục giáo dục và đào tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng và Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng phối hợp thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.